Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục series bài học mỗi ngày 5 câu giao tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ xem mỗi câu Nutidayosh, cậu thật là, hay là cậu giỏi quá, vân vân. Bây giờ, trước khi vào bài, chúng ta sẽ cùng tham khảo. Dayosh là xuất phát từ động từ nào ra vậy? Chúng ta có động từ davach. Davach có nghĩa là cho. Chúng ta chia động từ yadayu, tidayosh, ondayot, mudayom, vidayoche, anidayut. Động từ davach là động từ thể chưa hoàn thành. Và chúng ta có động từ dach, thể hoàn thành. Thông thường mẫu câu nutidayosh người ta sử dụng ở động từ, ở định dạng thì hiện tại, có nghĩa là của động từ davach, động từ thể chưa hoàn thành, chứ người ta không dùng động từ dach. Nếu mà thay thì lúc đó cái ý nghĩa của nó sẽ hoàn toàn khác đi. Thế vậy trong trường hợp này, nếu như người ta sử dụng động từ ở thì hiện tại thì chúng ta cũng phải sử dụng ở thì hiện tại. Chỉ có điều chúng ta nhìn thấy là cái form dayosh ở đây là ngôi tươi. Thế vậy thì chúng ta cũng có thể dùng dayot ở ngôi ôn, hoặc là ngôi ăn nà, hoặc là dayut là ở cái ngôi a nhì. Hoặc là nếu mà dùng ngôi tươi được thì cũng có thể dùng ngôi vui được. Dayoche, nu vi dayoche, nu vi dayoche. Đó, cũng có thể nói như vậy. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem động từ xuất phát từ cái động từ nguyên thể nào. Bây giờ mời các em tham khảo câu thứ nhất. Câu thứ nhất của chúng ta, chúng ta có câu slush. Định dạng này chúng ta đã làm quen trong một bài học ở trước. Slush, đó là câu slushish. Slushish, cậu có nghe tôi nói không? Slush, vchera ya kachu pasilaval. Hôm qua tớ hôn ca cha một cái. Вчера я Катю поцеловал. И что? И что? Thế thì đã làm sao? Ничего. Только моя все это увидела. Chỉ có điều là vợ tớ hoặc là người yêu của tớ. Maya có nghĩa là vợ tớ hoặc là người yêu của tớ. Только моя все это увидела. Chỉ có điều là vợ tớ là nhìn thấy tất cả những điều đó. Ну ты даешь. Mày chết chưa? Ý nói như vậy. Ну ты даешь. Thế vậy thì tùy trong cái trường hợp mà cái ngữ cảnh của câu, chúng ta có thể dịch cái câu đó như thế nào. Hay là cho mày chết đi. Đó. Ну ты даешь. Hay là cậu thật là. Слышь, вчера я Катю поцеловал. И что? Ничего. Только моя все это увидела. Ну ты даешь. Đó. Chúng ta nói như vậy. Bây giờ mời các em xem mẫu câu thứ hai. Видишь, видишь, видишь. Xuất phát từ cái câu видишь. Видишь, видишь. Cậu có nhìn thấy không? Видишь, видишь. Người ta nói ngắn gọn như vậy. Видишь, это моя новая тачка. Đây là cái xe ô tô mới của tớ đấy. Тачка là cái gì vậy? Cái từ тачка đó là cái xe cút kít mà người ta dùng cho xây dựng, để chở gạch, chở cát, chở vật liệu xây dựng. Тачка. Thế và trong cái gọi là slang, slang tức là trong cái cách nói lóng, thì cái từ тачка người ta dùng để chỉ ô tô, cái ô tô của chúng ta sử dụng để đi lại. Nói thứ mai nói về тачка, đây là cái ô tô mới của tớ đấy. Круто, thật à? Sành điệu quá. Круто là gì? Sành điệu quá, khủng quá, đúng không? Đấy. Круто thực chất là khủng. Chúng ta có thể nói được круто, круто, khủng quá hoặc là sành điệu quá. Сколько стоит? Bao tiền đấy? Два, всего два лимона. Chúng ta nhìn thấy từ лимон. Лимон đó là gì? Đó là cái quả chanh. Quả chanh, nhưng mà người Nga nói два лимона là 2 triệu đấy. Лимон, tại sao người ta dùng cái từ này để chỉ thành triệu? Bởi vì cái cách phát âm của nó giống cái từ миллион. Миллион là 1 triệu. Лимон là một quả chanh. Thế vậy thì người Nga nói hài, nói lóng là gì nào? Два лимона. Два лимона là 2 triệu. Đấy. Всего два лимона. Ну ты даешь. Ôi, cậu thật là. Đấy. Đó. Чунта đọc lại nào. Видишь, это моя новая тачка. Ого, круто. Сколько стоит? Всего два лимона. Ну ты даешь. Ну ты даешь. Người ta nói như vậy đấy. Đó. Các em thấy rằng là gì? Những cái câu mà thầy giáo viết cho các em ở trong những cái đoạn đối thoại mỗi ngày 5 câu giao tiếp này, nó sát với lại cái cách giao tiếp của người Nga hàng ngày. Tức là có một bạn comment, bạn bảo thầy có một cái tài là nói giống hệt người Nga nói.
Trên thực tế thì cái điều đó đối với mình nó không có gì khó cả, bởi vì mình đã sống 20 năm trong cái môi trường ngôn ngữ với người Nga, tức là gì, giao tiếp với người Nga hàng ngày, bạn bè người Nga rất nhiều, bạn bè là người Nga, người bản địa rất nhiều. Thế và mình ngấm cái cách nói của người người Nga, người ta nói như vậy đấy. Đó, thế cho nên là gì? Bây giờ thì ta chia sẻ với các em để các em cũng nói như vậy, để giống như người Nga nói, đúng không nào? Thế còn chúng ta nói bình thường, chúng ta nói Etymaino về Masuna cũng được thôi, nhưng nghe thấy nó bình thường. Nhưng mà nếu mà nói là Etymaino về Tách cả thì nghe nó rất là sành điệu, đúng không nào? Đấy, hoặc là gì? Dva milion là 2 triệu cũng được thôi, nhưng mà nếu chúng ta nói dva limon là thì nghe nó sành điệu hơn, đúng không nào? Đấy, nó chỉ có dva limon này đấy. À, thế. À, nutidayos đó. Đấy, cấu trúc câu nó là như vậy. À, tiếp theo mời các bạn tham khảo câu số 3. Mama, à em bé gái đi học ở trường về. Mama, ya pyat pichur kupaluchila. Mẹ ơi, con lại nhận được điểm 5 rồi. Nutidayos, ôi con giỏi quá. Malachina do chinka cả. À, con giỏi lắm con gái. À, malachina là khen con gái giỏi quá. Do chinka cả. Đấy. Đó. À, như vậy chúng ta đọc lại câu này nào. Mama, ya apet pichur kupaluchila. Nutidayos, malachina do. À, thế như vậy chúng ta nhìn thấy ở đây cả cả ba cái mẫu câu này đều dùng cái từ dayosh là ở ngôi tươi. Ở ngôi tươi. Thế vì lúc nãy thì ta đã nói rồi là gì nào? Cái từ dayosh này người ta không không những có thể dùng ở ngôi tươi, người ta còn có thể dùng ở ngôi ồn hoặc là ngôi ăn nả. À, để xem việc đó chúng ta sẽ cùng tham khảo mẫu câu số 4. À, đó là chúng ta nhìn cái hình ảnh cô gái này. À, nhìn thành cô gái này, cô ấy sắp xếp được cả chân tay vào với nhau gọn gẽ trong một cái ô như thế này đấy. Chúng ta rất ngạc nhiên, chúng ta bảo vô đa yột, đa yột tức là ăn ná đa yột, vô vô tức là ô kiểu tiếng Việt đấy, vô đa yột cái này, làm sao mà cô ấy làm được như thế nhỉ? Не знаю, chả biết. Наверное, тренируется с детства. À, có lẽ là cô ấy luyện tập từ bé đấy. À, chúng ta lưu ý giới từ s đứng trước đờ chúng ta sẽ đọc z. À, наверное, тренируется с детства. Не знаю, наверное, тренируется с детства. С детства. Đấy, đó người ta nói như vậy. À, tại sao đây là phụ âm? À, s là phụ âm vô thanh. À, s à, nó là giới từ. Và tại sao nó bị đọc thành phụ âm hữu thanh z? S, bởi vì là nó đứng trước một phụ âm hữu thanh, thì phụ âm vô thanh này có cặp bị biến thành phụ âm hữu thanh tương ứng trong cặp, mà tương ứng ở trong cặp phụ âm hữu thanh với s thì là phụ âm z, trên chúng ta đọc là z. Vô đa yot các anh này từ делает не знаю наверное тренируется с детства. À, không biết, có lẽ là cô ấy đã luyện tập từ bé rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem mẫu câu số 4. À, mẫu câu số 4 lại hai anh bạn khoe nhau. Вчера я познакомился. Lại chúng ta lại gặp giấy từ giờ. S, đọc là giờ. À, вчера я познакомился с двумя девушками. С двумя девушками. И что теперь? Ngày hôm qua tôi làm quen với hai cô gái cùng một lúc. Thế bây giờ làm thế nào bây giờ? И что теперь? Bây giờ thì làm sao nào? Bây giờ làm thế nào nào? Теперь не знаю. Bây giờ tôi chả biết làm thế nào. На ком жениться? Chả biết là sẽ cưới ai làm vợ đây. Ну ты даешь. Ôi cậu thật là. А дай мне одну. À, cho tớ một cô đi. И тебе будет легче в выборе. Выборе. В выборе. Đọc luôn thành выборе. Отдай мне одну, и тебе будет легче выбрать. À, cho tớ một cô đi thì cậu sẽ lựa chọn dễ dàng hơn trong cái việc lựa chọn. À, cậu sẽ được dễ dàng hơn trong việc lựa chọn. À, đó. À, tất nhiên là những câu đối thoại này thì nó làm cho các em hoàn toàn là những câu đối thoại vui, đúng không nào? Và chúng ta có thể nói vui như vậy đấy. Вчера я познакомился с двумя девушками. И что теперь? Теперь не знаю, на ком жениться. Ну ты даешь. Отдай мне одну, и тебе будет легче в выборе. Отдай мне одну, и тебе будет легче в выборе. À, thì ta sẽ đọc lại, có thể cái lại bảo thì đọc nhanh quá đấy. Вчера, chúng ta nghe thấy âm này không đọc vờ, đọc là вчера я познакомился с двумя девушками. И что теперь? Теперь не знаю, на ком жениться. Động từ жениться là cưới ai làm vợ. Phải sử dụng giấy từ на, cách sáu. На ком жениться? Ну ты даешь. Отдай мне одну, и тебе будет легче в выборе. И тебе будет легче в выборе. А, так вот.
Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem tiếp 5 mẫu câu giao tiếp. Nếu các em học đều đặn hàng ngày, mỗi ngày học 5 câu giao tiếp, 10 ngày các em sẽ có 50 câu. 100 ngày sẽ có các em sẽ có 500 câu. Cứ cho là các em học liên tục trong 3 tháng đi. 3 tháng trôi qua rất nhanh. Các em ở Nga, có những em đã ở Nga đến đến 5 năm rồi, 10 năm rồi mà vẫn không nói được tiếng Nga đấy. Nếu như các em thấy rằng là gì, mỗi một ngày chúng ta chỉ học một một bài như thế này. Trong 3 tháng chúng ta sẽ có 500 câu giao tiếp ngộ nghĩnh như thế này. Bảo đảm các em nói tiếng Nga, người Nga cứ đổ đổ siêu, đổ vẹo luôn, đúng không nào? Đấy, đó, tức là gì? Chúng ta nói tiếng Nga sành điệu quá. Cho nên là các em hãy bấm đăng ký kênh và hãy bấm like, đồng thời viết comment ở bên dưới để thầy giáo biết rằng là các bạn thích những cái mẫu câu như thế này. Đấy, thế và các em có thể chia sẻ thêm cảm tưởng của mình khi đọc những cái câu như thế này. Những câu này là những câu hoàn toàn đúng chuẩn Nga, chuẩn đúng người Nga nói, chứ không phải là cái cách mà chúng ta biết từ xong rồi ghép vào đúng ngữ pháp để dịch sang tiếng Nga. Các em nói như, nếu mà gọi là ghép từ đúng ngữ pháp để dịch sang tiếng Nga thì các em sẽ không bao giờ nói đúng theo chuẩn của người Nga được. Mà người Nga nói là gì? Người Nga nói có những cái mẫu câu có sẵn như vậy rồi. Thế vậy thì đây chính là những cái mẫu câu mà người Nga thường nói, và các em chỉ cần nói đúng như thế là sẽ chuẩn men luôn. Đấy, đó. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online của môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.